tiếng kêu oan. Nhân dân tỉnh Bình Định cùng với dân oan ba miền chúng tôi đi đến các cái cơ quan có thẩm quyền kêu oan để giải quyết trả đất trả nhà nhân dân chúng tôi. Sáng nay lúc 8 giờ ngày 30 tháng 6 2020, tiếng kêu oan nhân dân tỉnh Bình Định cùng dân oan ba miền, cùng dân oan đi kêu oan khắp Ba Đình Hà Nội. Đi không có giết mà nói gì mà tắm mình thôi ra hôm kia dùng có gì.
nó mua hái, nó mua cái thang nữa. Thang đó nó leo tầng nhà nữa. Thì hái ha. Nó mua cái thang gì vậy? Chở ra đi, khúc ra đi. Xếp xếp cho tâm mình rồi. Đâu? Chở bà tâm mình. Xếp cho tâm mình rồi lại. Rồi cháu không? Không, không. Không, không. Rồi đi nhanh đi. Thương tội á. Mình sống có như vậy á, hòa đồng. Cộng đồng là không có gì hết, đúng không? Hả? Vì cộng đồng. Ừ. Với nó này. Vì cộng đồng dân ngon. Mình thấy chiều đi đại sứ quán mai quốc điệp bữa đi dự. Kêu gọi lên bữa đi. Điệp cũng không làm gì đâu, cứ bình ra điệp cũng không làm gì. Điệp được không gì đâu. Bây giờ nó cái nội thì cứ nghĩ ông Bình này dưỡng. Ông Bình đi rồi. Ông Phúc vậy ai. Bây giờ dân oan này, hết tiền hết bạc rồi, sắp ăn hết rồi, nhà trọ nhà thiết cũng hết, bây giờ cứ đi bộ.
con người ai cũng có số anh ơi, cây không chặt trời mua đi ngang nó cũng giải nhà mà anh ơi, nó chốc chốc anh ơi. Mà bây giờ nó cưa cây mình đi ngang nó cũng tránh anh ơi, mình đâu có tham nhũng đâu. Thấy không, xe nó chạy sang chở bốn chỗ ngồi tự nhiên cây ngã chặt. Vô nữa nè, ban tổ chức trung ương đảng nè. Nhưng bữa đây này. Bữa vô ban tổ chức rồi Phan. Tiếng của dân nghe không đáng ơi. Cái tiếng của dân kêu kêu khắp hết cái ba đình Hà Nội này đáng ơi. Để cho nó ăn tràn ngập cái này à. Ông ngập ăn thế nào. Mà để cho dân kêu khổ thế này. Mất nhà mất cửa. Mất đất mất tay khỏi chính bàn tay của người của đảng. Xem cái này là như của mình hay làm thì thấy làm sao cho nó ấy cho nó đứng lên là được. Cái đồ này bàn tay của những người của đảng. À, thế bây giờ lãnh tụ cấp cao của
Chào đất, chào nhà, cho dân chúng tôi nơi. Bao nhiêu năm qua mà để dân làm khoan có khổ sở như thế này mà đảng không có quan tâm tới, không đảng không có giải quyết cho dân dân chúng tôi thì đất nước này nó về đâu, nhân dân chúng tôi đi vào đâu, không minh bạch, không trong sạch thì đất nước này đi về đâu. Đây là nhà là chủ tịch nước, đây dân phòng chủ tịch nước Hùng Vương, đây là lăng Ba Đình, nhân dân chúng tôi kêu khất khất Ba Đình Hà Nội mà chẳng có cái cơ quan nào mà vào cuộc để giải quyết. Mỗi lần dân ôn như phần thế này mà coi như là Hồ Quốc Dũng chủ tịch tỉnh Bình Định quá lộng hành. Hồ Quốc Dũng trong chủ tịch tỉnh Bình Định quá đi cướp của dân. Đi cướp của dân. Đi cướp gia đình liệt sĩ. Chẳng hạn như tôi đi cướp gia đình có công với cách mạng. Vẫn đi cướp. Cướp tránh trọn. Cướp cơ tổ chức. Là Hồ Quốc Dũng chủ tịch tỉnh Bình Định, nó đi cướp có tổ chức, nó chỉ đạo ba cấp nên đi cướp có tổ chức. Ông chồng ơi, đi ra nhà nhà đất cho dân ngoan cao bằng đi về ông chồng ơi. Cái con cấp chính quyền ở cao bằng được cấp đất phá nhà dân, ra đây đêm nằm màn trời chiếu đất. Ồ, những ổ chó còn có bằng ông chồng ơi. Ông chồng ơi, ông có thấy nghe thấy dân kêu không ông chồng ơi? Dân khổ quá rồi ông chồng ơi. Cướp đêm là giặc hạ cướp ngày là quan tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ơi. Đi qua bên kia đây thì đâu đây? Đi. Xe bình vậy? Xe ăn về rồi á nhá. Ông Bình ơi. Phải xe ăn không? Xe số mấy? 138 xe đó mà. Bình ơi.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, ra đất trở nhà cho dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, ra đất trở nhà cho dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, giải quyết trả đất cho dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, giải quyết trả đất cho dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, ra đất trả nhà cho dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, quyền lợi cho dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, 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 đồng lấy luật pháp đúc cho hậu môn, đã luật pháp lại cho dân, đồng có lấy luật pháp đúc cho hồng giấy của mấy ông, ra đất trả nhà cho dân ơi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, mọi người di chuyển. Không, thì đây cái khu vực bảo vệ. Đứng đây không giải quyết, nhưng mà bác Phúc thấy bác Phúc phải xúc động, cảm xúc là phải giải quyết cho dân, cho dù dân đứng như thế này mà bác Phúc đành lòng mà nhẫn tâm như thế. Chính quyền cướp đất mà sao bác Phúc nhẫn tâm như thế mà không giải quyết cho dân, để dân đi như thế này. Bác Phúc đáng nhẽ như vậy là bác Phúc là cảm động. Bác Phúc ra đất cho nhà cho dân, nhưng mà như vậy bác Phúc sao bác Phúc là nhẫn tâm dữ vậy? Đành lòng như sao bác Phúc? Bác là người thủ tướng chính phủ mà. Đó, chính quyền nó cướp đất, lộng hành nó cướp đất, cướp nhà của dân đi như thế này, bác Phúc phải cảm động, phải xúc động chứ. Dân đi khắp cái Ba Đình hết, kêu oan khắp cái Ba Đình mà chẳng có cái cơ quan nào mà vào cuộc, chẳng có cái cơ quan luật pháp nào mà đi điều tra. Cái tham nhũng là tràn khang, mà tại sao bác Phúc nhẫn tâm? Bác Phúc là không ai điều tra đi được thì cho cái đoàn liên ngành, thanh tra liên ngành đã điều tra các tỉnh, tỉnh nào nó tham nhũng, tỉnh nào nó cướp đất, cướp nhà của dân thì phải là minh bạch ra trong sạch đi. Bác cũng mờ ám huống chi một người dân chúng tôi, một người dân chúng tôi phải bức xúc, người dân chúng tôi phải đi kéo đi, đi kêu gọi trả đất trả nhà nhân dân chúng tôi, chứ giờ nhân dân chúng tôi như thế này mà sao lại coi như đất nhẫn tâm. Nước này tan con rồi, không còn gì hết.
Trả đất trả nhà cho dân. Bác Phúc ơi. Trả đất trả nhà cho dân. 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 Dân luôn còn giàu đàn áng kia cứ bác Phúc ơi. Đi vô cổng trắng. Đi con đứng gọn đây nè. Dân oan tính bình định kêu ông Đà Phúc ơi. Cứu dân. Đà Phúc ơi. Cứu dân. Thủ tướng chính phủ ơi. Cứu dân. Thủ tướng chính phủ ơi. Cứu dân. Thủ tướng chính phủ ơi. Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 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 ơi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi. Thủ tướng chính phủ 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 Nguyễn Xuân Phúc ơi. Đi lại kia. Một cái lăn xe. Cứu dân. Thôi đó, đi. Nắng nha. Bên chỗ mẹ con Thư cháu tưởng được ấy rồi mà. Được, nhưng mà bây giờ ta đang làm nhà. Ta đang làm nhà vui á? Ừ, ta đang làm nhà, coi như đành đà hỗ trợ cho. Được bao tiền? Không biết là người ta làm luôn, nhà nước làm luôn. Thế bây giờ cô quý về rồi, cô mơ Thư đây rồi. Ừ, có cô quý ở này chứ, có chú Giang bây giờ rồi. Cho hỏi xem là có lấy được nhiều không? Không, có ít thôi. Đi được. Thế cô lên xin. Vâng, cô nào đúng rồi. Giờ cả đây coi như là bà con chúng tôi công an đã đưa lên xe. Bác Phúc ơi. Nhờ bà bắt thúc không chỉ đạo mà còn chỉ đạo công an để mà đàn áp dân, một người dân vô tội.
gì vậy cánh? Cầm về thì cũng có một cái buồn thôi. Được. Đúng rồi, đầu tư mà chưa thành. Không cần thành. Dạo này Cang này, đầu tư kinh luôn. Đầu tư đó. Đừng tiếc nữa càng chi khóc mai, dậy mà đi núi sông đang chờ. Dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Dậy năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường. Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Đừng tiếc nữa càng chi khóc mai, dậy mà đi núi sông đang chờ. Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường. Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Dậy mà đi chúng tôi không có. Như chúng ta dạy đôi đời đôi đất đôi nhà đôi công lý bà con ơi. Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Đừng tiếc nữa càng chi khóc mai, dậy mà đi núi sông đang chờ. Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường. Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Chị Hương lên lúc nào ạ? Bà con ơi, coi mất đất mất nhà như chúng ta không? Chúng ta dậy đi rồi đất rồi nhà bà con ơi. Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Đừng tiếc nữa càng chi khóc mai, dậy mà đi núi sông đang chờ. Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường. dậy mà đi dậy mà đi
chạy mà đây hơi đồng bào ơi. Xin mọi người cộng đồng trong và trong nước và ngoài nước đã chia sẻ với nhân dân ba miền chúng tôi, riêng người dân tỉnh Bình Định, nhân dân tỉnh Bình Định chúng tôi đang kêu oan tại Ba Đình Hà Nội này không có một cái cơ quan thẩm quyền nào để giải quyết cho dân chúng Bình Định chúng tôi, nói riêng còn chung dân dân 63 tỉnh thành đều vất vả, đều khổ sở, nóng nực như thế này vẫn tiếp tục vẫn đi đòi công lý, đòi đất đòi nhà. Xin cảm ơn mọi người để cùng chia sẻ với dân oan ba miền chúng tôi. Xin cảm ơn mọi người.